Bây giờ sẽ là một câu chuyện quốc tế. Xin chào chị Kim Huệ. Chủ đề của những câu chuyện quốc tế điểm tuần ngày hôm nay sẽ là những sự kiện thay đổi cuộc chơi. Những sự kiện nào sẽ được chọn và vì sao những sự kiện này được gọi là những sự kiện thay đổi cuộc chơi? Vâng, lý do thì sẽ được chỉ ra ngay sau đây thôi. Nhưng trước hết thì chúng ta hãy cùng điểm nhanh qua các sự kiện. Đó là sự trở lại của nước Mỹ hợp tác với các đồng minh làm thay đổi chính sách đối ngoại của Mỹ. Thứ hai là hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Nga hạ nhiệt căng thẳng vào thời điểm quan hệ trượt xuống mức tồi tệ nhất kể từ chiến tranh lạnh. Thông tin đáng mừng về thử nghiệm khả quan của một vaccine COVID-19 mới có thể thay đổi cuộc chơi, chống lại các biến thể nguy hiểm. Và cuối cùng là hành động phản đối thẳng thừng của hai ngôi sao bóng đá đối với sản phẩm của các nhà tài trợ tại giải vô địch bóng đá châu Âu Euro 2020. Và trước hết là câu chuyện nước Mỹ đã trở lại. Nước Mỹ trở lại là khẩu hiệu ẩn xuyên suốt chuyến công du nước ngoài đầu tiên của Tổng thống Mỹ Joe Biden cuối tuần trước tới giữa tuần này. Trở lại ở đây là trở lại liên kết với đồng minh, hợp tác đa phương. Dường như chuyến đi này của ông Biden chỉ có nhiệm vụ bao trùm duy nhất ấy. Lật ngược lại toàn bộ chính sách nước Mỹ trên hết, chỉ biết có mình của vị Tổng thống tiền nhiệm Donald Trump. Từ hội nghị thượng đỉnh của nhóm các nước công nghiệp hàng đầu G7, cho đến hội nghị của Tổ chức Quân sự Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO, rồi hội nghị thượng đỉnh với Liên minh châu Âu EU, Tổng thống Mỹ Joe Biden luôn nhắc đi nhắc lại rằng nước Mỹ sẽ lại là một đồng minh đáng tin cậy, biết làm phần việc của mình trong liên kết với các đồng minh khắp thế giới. Tôi chỉ muốn toàn bộ châu Âu biết rằng nước Mỹ luôn ở đây, nước Mỹ luôn ở đây. Thậm chí ông Biden còn nói rõ rằng nước Mỹ không chỉ trở lại như một thành viên mà là trở lại để lãnh đạo thế giới. Tuy không quên nhấn mạnh các đồng minh đóng vai trò then chốt trong việc phối hợp để đảm bảo an ninh của Mỹ. Có khá nhiều ngờ vực về việc liệu G7 có cam kết và trao lại cho Mỹ vai trò lãnh đạo. Tôi nghĩ là họ có. Các nước đồng minh ở châu Âu hoan nghênh thông điệp nước Mỹ trở lại của Tổng thống Mỹ, tuy nhiên không khỏi giữ chút dè chừng. Sang chấn tâm lý của 4 năm liên tục chứng kiến các quyết định đơn phương trước đây của Mỹ, nên họ luôn nghi ngờ về đường hướng lâu dài của Washington. Thế nên ngay việc Tổng thống Mỹ Biden luôn tuyên bố cạnh tranh kinh tế với Trung Quốc là vấn đề lớn nhất của thế kỷ 21 cũng khiến các nước phương Tây băn khoăn. Thế còn Nga thì Mỹ sẽ đối phó một cách cụ thể như thế nào? Vâng, và đây là cách nước Mỹ thể hiện ngay trong tuần này về đường hướng ứng xử với Nga. Cuộc gặp thượng đỉnh Van Hồ ở Geneva, Thụy Sĩ hôm thứ Tư giữa hai nguyên thủ của Mỹ và Nga kéo dài 3 tiếng. Tổng thống Mỹ Joe Biden nói với các phóng viên rằng cuộc đối thoại đã diễn ra rất căng thẳng và hai bên tập trung vào các chi tiết cụ thể. Ông Putin thì gọi ông Biden là một đối tác có nguyên tắc và xây dựng và nói rằng là cả hai bên đều thể hiện mong muốn hiểu nhau, nhưng cũng nói thêm rằng không có tình hữu nghị, thay vào đó là một cuộc đối thoại thực dụng về lợi ích của hai nước. Đánh giá của chúng tôi khác nhau trong nhiều lĩnh vực, nhưng theo tôi, cả hai bên đều thể hiện mong muốn hiểu nhau. Tổng thống Putin và tôi có trách nhiệm là quản lý mối quan hệ giữa hai quốc gia, một mối quan hệ phải ổn định và có thể đoán trước được. Chúng ta có thể hợp tác ở những lĩnh vực cùng có lợi. Vâng, thực dụng đúng là điều cần thiết trong thời kỳ đại dịch hiện nay, vì thế giới cần ngay những vũ khí có thể làm virus SARS-CoV-2 dừng cuộc chơi. Thế nên dư luận ngay lập tức quan tâm tới thông tin trong tuần này từ hãng dược Novavax của Mỹ, khi hãng này thông báo vaccine phòng COVID-19 của họ đạt hiệu quả khoảng 90,4%. Đáng chú ý nhất là bao gồm cả đối với các biến thể mới. Cái hay nữa là vaccine của Novavax có thể bảo quản ở nhiệt độ từ 2 đến 8 độ C, nên việc phân phối cũng dễ dàng hơn. Vì thế, vaccine Novavax được kỳ vọng sẽ giúp tăng nguồn cung vaccine hiệu quả ở các nước đang phát triển. Tất nhiên là sau khi nó được hoàn thiện và cấp phép. Và một hành động nữa, giữa nơi tập trung sự chú ý của truyền thông thì có thể khiến tư duy của cả một ngành phải thay đổi. Đó là hai đường bóng bên lề, những trận cầu đỉnh cao của sân cỏ Euro 2020 tuần này. Câu chuyện của CR7 và Pogba với các nhãn hàng tài trợ. Đã đồng hành với tư cách nhà tài trợ của Euro hơn 30 năm, Coca-Cola chắc chắn chẳng bao giờ nghĩ sẽ có lúc lại xảy ra chuyện này. Nước lọc. Chi không ít tiền để được quảng cáo hình ảnh cùng giải đấu. Thế nhưng, hành động của Ronaldo đã làm cho giá cổ phiếu của Coca-Cola có thời điểm mất tới 1,6% giá trị, làm bốc hơi 4 tỷ đô la Mỹ vốn hóa.
Một mình Ronaldo thôi thì đội ngũ truyền thông của Coca-Cola có lẽ cũng còn dễ xử trí. Thế nhưng, mới hôm qua, Manuel Locatelli, ngôi sao của đội tuyển Italia, cũng đã học theo Ronaldo, hành động giống y hệt vậy. Và Coca-Cola đã phải nhận hai bàn thua. Vận đen không chỉ đến với Coca-Cola mà còn đến với cả Heineken, khi mà tiền vệ Pogba của tuyển Pháp cũng đã có hành động gần giống như vậy, bỏ chai bia xuống đất, ra khỏi khung hình của các phóng viên. Mỗi cầu thủ lại có một lý do riêng cho hành động của mình. Thế nhưng có một điều chắc chắn là những người làm tiếp thị và quảng cáo trong các sự kiện thể thao sẽ phải thay đổi tư duy. Các thương hiệu cần quan tâm hai vấn đề. Đó là việc để những chai Coca-Cola hay Heineken trong một cuộc họp báo có phải là đã lỗi thời không? Và có cách nào hiệu quả hơn để các nhà tài trợ quảng bá thương hiệu của mình không? Mặc dù Liên đoàn bóng đá châu Âu đã cảnh báo sẽ phạt các đội bóng nếu cầu thủ của họ không tuân thủ nghĩa vụ với các nhà tài trợ, nhưng sự nhạy cảm kinh doanh và sáng tạo của những người làm trong ngành tiếp thị và quảng cáo không thể chờ sự bênh vực của đối tác. Rất có thể, chính những sự kiện bất ngờ như thế này lại giúp cho các nhãn hàng phát kiến ra các cách tiếp cận mới, đánh trúng hơn vào khán giả và khách hàng tiềm năng của họ.